đi qua chân đồi Bình An để đến thăm thất của sư ông Nhất Hạnh, sư ông Làng Mai tại Làng Mai Thái Lan. Khi ông về trú ở đây. Chúng ta thử lên đi. Đấy, cái thất nhỏ, cái gác nhỏ ở trên. Mô Phật ạ. Chúng tôi đang trên đồi Bình An vào sáng ngày mùng 3 Tết Đinh Dậu năm 2017, Phật lịch năm 2556, à xin lỗi, Phật lịch năm 2560. Đây là một cái vọng cảnh đài. Kể ra trên này mà xây dựng được cái lầu bát giác hay là lầu tứ giác hay lục giác thì đẹp. Đây là toàn cảnh Làng Mai ở Thái Lan. Nằm trong thung lũng khao dài. Ở trước mặt quý vị và các bạn là dãy núi khao dài, một trong những dãy núi cao ở vùng Đông Bắc Thái Lan. Hôm trước thì có một người bạn nói rằng là Khao Dài là dãy núi cao nhất ở Thái Lan, nhưng mà tôi thì tôi không cho là như vậy. Bởi vì là tôi nghĩ rằng ở cái vùng Chiang Mai, Chiang Rai ở vùng miền Bắc Thái Lan thì là cái chân của dãy Himalaya hùng vĩ, thì chắc chắn đó mới là cái và đó cũng là cái một trong những cái nơi mà núi non cao nhất của cả Myanmar và Lào nữa, thì mới là nơi có những dãy núi cao nhất Thái Lan. Thì có thể là Khao Dài là một trong những dãy núi cao nhất ở vùng Đông Bắc Thái Lan thôi. Và vùng Đông Bắc Thái Lan, vùng đồi núi Đông Bắc Thái Lan này cũng là một vùng khô hạn nổi tiếng. Hy vọng một thời gian nữa quay lại Làng Mai thì sẽ có những cái hồ ở đây chứa nước mưa, bởi vì là như vậy thì sơn thủy mới hữu tình được. Sơn thủy dấu trình. Và năm 2009, khi mà trường đại học Chulalongkorn và những nhà Phật tử của Thái Lan đã phát tâm cúng dường mảnh đất ở thung lũng Khao Dạ này cho Hòa Thượng Nhất Hạnh và Tăng Thân Làng Mai để xây dựng Làng Mai Thái Lan tại đây, thì đây là một vùng đồi hoang, khô cằn. Vùng này rất hiếm nước ngọt. Và đây là công trình của các Tăng Ni ở đây đã lao động nhiều năm trời để có thể tạo ra một cái nơi chốn ngắm cảnh như thế này, đi tu học như thế này. Theo các Tăng Ni ở đây cho biết thì nếu như mà khoan nước ngầm dưới 100 mét thì phải trả tiền cho chính phủ, cho chính quyền. Còn nếu mà khoan nước ở trên 100 mét thì không phải trả tiền, nhưng mà cái chi phí rất đắt để khoan được một giếng nước. Và hiện nay ở Làng Mai thì có hai giếng nước thôi, nước để tắm giặt, còn nước để đun nấu thì
phải mua nước, bởi vì ở đây thì nước là nước vùng núi Đá Vôi cho nên là không thể nấu nướng được, cho nên là phải mua nước, cho nên là đến đây phải dùng rất tiết kiệm nước. Nước sau khi rửa rau xong thì sẽ được tưới cây. Bây giờ chúng ta sẽ xuống một cái cốc. Đây là đồi Bình An. Như tiếng hạc bay qua, đục như tiếng suối mới xa, nửa vời tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đội mưa, ngọn đèn khi tỏ khi mờ khiến người ngồi đó mà ngỡ ngẩn sầu. So dần dây vũ dây văn, bốn dây to nhỏ theo vần cùng thường, khúc đầu hán sở chiến trường, nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau, khúc đầu tư mã phượng cầu, nghe ra như oán như sầu, phải chăng kế khang này khúc quảng lăng, nửa phần luyên chua nửa phần tư gia. Trong như tiếng hạc bay qua, đục như tiếng suối mới xa, nửa vời tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa, ngọn đèn khi tỏ khi mờ khiến người ngồi đó mà ngỡ ngẩn sầu. Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Buồn trông ngọn nước mới xa, hóa trôi mang mang biết là về đâu. Buồn trong nội có dầu dầu chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trông gió cuốn mặt doanh ầm ầm tiếng sóng
kêu quanh ghế ngồi. Niềm tâm sự biết cùng ai phân tỏ, mượn khúc ngâm tưởng nhớ hồn quê. Mẹ bàng mây sớm đèn khuya, ơi ai ơi nửa tình nửa cành như chia tấm lòng. Năm tháng đợi tưng 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 ấy thiếp nay mong chàng dày trông mãi đời thương ý đến ngàn ý sau ý đào tha bé ơi năm mi xưa năm xưa cho chàng kim lang ơi ơi kim lang thiếp đã phụ chàng ơi. Song thưa vừa khép bóng bỗng rèm châu nghe tiếng chàng khanh, nghĩ mình thôi lại nghĩ người, quán lòng chúa xót nên bài câu, nghĩ mình lần nữa nắng mưa kiếp phong trần biết bao giờ cho thôi, đành liệu nhắn một đôi lời nhờ tay tế độ vớt người trầm luân. Ngọc diện chốn kim môn, cô ra vào ngọc diện chốn kim môn, danh thơm ngoài cõi sóng đồn trong y cung. Đậu bên hương sơn nửa đêm, nghe vẳng tiếng chuông chùa thu ý không, nguyện lạc ô đề sướng mãn thiện dạng phong ngư hòa đôi sầu miên. Cô tô thành ngoài hàn san tự giả ban trung thành đáo khách thuyền trắng tà chiếc quả kêu sương lửa chạy cây ảnh sâu vương giấc
thuyền ai đậu bên cô tôn, nửa đêm nghe vẳng tiếng chuông chùa Hàn. Sơn mặc áo the thâm giữa cột chùa, đọc thơ theo cái phong vị đọc thơ cổ, trong học theo của một số những cái người thuyết minh như là cô Thu Hiền, cô Kim Tiến, khi mà họ đọc những cái bản bài thơ trong những cái phim truyền hình của Trung Quốc, những cái năm 1990 ấy, chiếu trên đài truyền hình Việt Nam, như là Thủy Hử, Tây Du Ký hay Hồng Lâu Mộng. Đây là bài Trung Thu Nguyệt của Bạch Cư Dị. Vạn lý thanh quang bất khả ti, thiên sầu ích hận nhiễu thiên nhai, thủy nhân lũng ngoài cửu trinh thu, hà sứ đình tiền tân biệt ly, thất sủng cô cơ quy viện xạ, một phiên lão tương thương lâu thì, chiếu tha kỷ hứa nhân trường đoàn, ngọc thô ngân thiềm viện bất trì. Bản dịch này thì trong cuốn Thương Nhớ 12 của Vũ Bằng, ông ấy viết theo cái trí nhớ này, không nhớ là của ai dịch, nhưng mà có lẽ là chắc chắn là của Tản Đà dịch, bởi vì là thường là chỉ có Tản Đà mới dịch ra thơ đường là Lục Bát. Và sau này thì trên cái trang thiviện.net thì họ có đưa ra đây là bản dịch của Tản Đà. Nhưng mà cái bản dịch này thì so với cái bài bản chép ở trong Thương Nhớ 12 của Vũ Bằng thì nó có sai lệch mấy câu, bởi vì ông Vũ Bằng khi mà ông ấy viết cái Thương Nhớ 12 và đưa cái bản dịch này vào thì ông ấy nói là ông ấy chỉ theo cái trí nhớ của ông đấy thôi, không có thể nói không chính xác. Bóng đâu trong sáng vô ngần, sầu thêm giận đắp cõi trần khắp nơi, đống lâu đồn thú kìa ai, biệt ly buổi mới đâu người trước sân, canh khuya ai đó phi tần, vua không yêu nữa tần ngần về cung, biên thành thế thủ không xong, bạc đầu ông tướng thong dong lên tròi, soi cho đứt ruột bao người, thiềm thử ngọc thỏ trên đời biết chi. Nguồn tạp chí Ngày Nay số 131 ngày 8 tháng 10 năm 1938. Cái câu cuối là thiềm thử ngọc thỏ trên trời biết chi, nhưng mà trong Thương Nhớ 12 thì Vũ Bằng chép là trên đời. Ngoài ra thì cái cách đọc thơ cổ này nó mang phong vị gọi là cổ thi ấy, thì con có áp dụng đọc một cái bài Khương Thôn 1 của Đỗ Phủ. Cái bản phiên âm Hán Việt cũng không nhớ, nhưng mà cái bản dịch này thì có lẽ cũng của Tản Đà. Nói về tình cảnh của Đỗ Phủ 10 năm mới quay trở lại quê hương, gặp lại gia đình sau loạn An Lộc Sơn, mà khi ông ấy đi theo gọi tìm công danh sự nghiệp được vua Đường Túc Tông, hay là gì đó, vua Đường Thái Tông, Thái Huyền Tông, hay là như là Túc Tông trao cho một chức quan nhỏ. Nhưng mà quay về quê thì là tình cảnh Khương Thôn 1 thế này. Mặt trời đã xế về tây, núi cao cao ngất sắc mây ửng hồng, kim ô chìm xuống mặt đồng, thấy ta cái xẻ
reo mừng ngõ gai. Ta từ ngàn dặm xa xôi về quê hương cũ với người thân yêu, vợ con sừng sốt nhường bao. Lạ rằng người ở nơi nào lại đây, đình thần lau mắt lệ đầy, lầm than kể lại những ngày ra đi. Ra đi trôi dạt một thì, ra đi đâu hẹn ngày về hôm nay. Đầu tường hàng xóm tới đầy, nghẹt ngào cùng vị thân này cảm than. Cầm đèn còn tưởng đêm tàn, nhìn nhau còn tưởng mơ màng thấy nhau. Cầm đèn còn tưởng đêm tàn, nhìn nhau còn tưởng mơ màng thấy nhau. Cầm đèn còn tưởng đêm tàn, nhìn nhau còn tưởng mơ màng thấy nhau. À, cái đoạn đầu là con đọc theo cái kiểu như là tự mình sáng tạo, không phải sáng tạo mà sáng tác, mà tự mình chế ra cái cách đọc thơ cổ, nó mang cái âm vị thơ đường ấy, tại vì nó có cái chút buồn bã xe sắt và có lẽ là có cái mùi biên tái. Thế còn cái đoạn sau là ngâm theo ngâm bồng mạc, còn cái cuối cùng là ngâm sa mạc, ngâm sa mạc. Đấy là những cái cách ngâm thơ cổ của miền Bắc. Bể thảm mênh mông, sóng lụt trời, khách trần treo một lá thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió. Coi lại cùng trong bể thảm thôi. Đây là cái khổ đầu trong bài thơ Bể Thảm của nhà thơ Đoàn Như Khuê. Đoàn Như Khuê cũng là một nhà báo, nhà văn có tiếng của Việt Nam đầu thế kỷ 20. Mà cái bài này thì cái trích đoạn đầu khổ đầu này, bài này nó dài lắm, nhiều khổ lắm. Cứ khổ sau lại tiếp tục cái câu là bể thảm mông mông sóng lụt trời rồi cuối cùng đến giải thoát. Nhưng mà cái đoạn đầu này thì con ngâm nghe bà giáo của con là nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Tuyết ngâm trong một cái đĩa. Và cái này là ngâm theo cách của bà ngâm. Và ông Đoàn Như Khuê cũng là một Phật tử, cũng là một người học Phật đầu thế kỷ 20. Còn trên báo chí gì con thì nghe qua. Còn non nước nước mây mây, đệ nhất động hỏi rằng đây có phải thỏ thẻ rừng mai chim cung trai lững lờ khẽ yên ca nghe kinh vẳng bên tai một tiếng chảy kinh, khách tang hải giật mình trong mộng lẫn chàng hát miệng Nam
mô Phật, cửa từ bi công đức xiết bao, càng trông phong cảnh càng yêu. Cái đấy là gọi là nhại của nghệ sĩ nhân dân Quách Tiểu Hồ một tí, nhưng mà không ra, tại vì cái bài này bây giờ cái bài này là chỉ có con gái bây giờ hát thôi, nhưng thực ra là ca trù là nam giới vẫn hát ở trong những cái phần giáo hương giáo trống, khi mà tế thành hoàng, tức là tế thần của làng ở đình làng. Và nước non nặng một lời thề, nước đi đi mãi không về, cùng non nhớ lời nguyện nước thề non, nước đi chưa lại non còn, đừng trông non cao những ngóng cùng trông, suối khô dòng lẻ chờ mong tháng ngày, non mai một bóng hao gầy, tóc mây một mai đã đầy tuyết sương, trời tây ngả bóng tà dương, càng phố vẻ ngọc nén vàng phôi phai, non cao tuổi vẫn chưa già, non thời nhớ nước nước mà quên non. Đây là chuyển sang vỉa bồng mạc ạ. Dù cho sông cạn đá mòn, còn non, còn nước hãy còn thề xưa, non cao đã biết hay chưa, nước đi giá bể lại mưa về nguồn, nước non hội ngộ còn luôn, bảo cho non chớ có buồn, làm chi nước kia dù hay còn đi ngàn dâu xanh tốt non, thì cứ vui ngàn năm giao ước kết đôi, non non nước nước chưa nguôi lời thề, hạc vàng ai cưỡi đi đâu mà đây hoàng hạc riêng lầu, còn chờ hạc vàng đi mất từ xưa, ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay, Hán Dương sông tạnh cây bay,
Bãi xa anh ý vũ xanh dày, cỏ thơm quê hương khuất bóng hoàng hôn. Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Cổ rân si trừ khoáng khước lô, chiên ba san xuê xa giang chu. Cô phàm ảnh viễn không tần, duy kiến trường giang thiên tế lưu. Bạn từ lầu hạc lên đường, giữa mùa hoa khói châu dương xuôi dòng. Bóng buồm đã khuất bầu không, trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời. Kẻ trốn trường đài, người lữ thư biết ai mà kể nỗi hàn ôn. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền qua lão tòng. Đầu thường lai mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai, đêm qua sân trước một làng mai. Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, vạn mộc xuân tươi vinh thu hữu khô. Nhậm vận thịnh suy vô bố uy, thịnh suy như thảo lộ đầu phố. Thân như ánh chớp có rồi không, cây cối xuân tươi thu não nùng. Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, kìa kìa ngọn cỏ giọt sương đông. Đêm qua sân trước một rừng mai, đêm qua sân trước một làng mai.
Mùa xuân là cả một mùa xanh, rời ở trên cao lá lá ở cành lúa ở đồng tôi và lúa ở đồng nàng và lúa ở đồng anh. Có nằm trên mộ đợi thanh minh, tôi đợi người yêu đến tự tình. Khói lũy che làng tôi mới thấy bắt đầu là chiếc thắt lưng xanh. Trong làn nắng ưng khói mơ tan, đôi mái nhà chăn lấm tấm vàng, sột soạt gió trêu tà áo biếc trên giàn thiên lý bóng xuân sang. Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, bao cô thôn nữ hát trên đồi. Ngày mai trong đám xuân xanh ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Tiếng cá lắc lẻo lưng chừng núi, hổn hển như lời của nước mây. Thầm thì với ai ngồi dưới trúc, nghe ra ý vị và thơ ngây. Khánh xa gặp lúc mùa xuân chiến, lòng chỉ bâng khuâng sực nhớ làng. Chị ấy năm nay còn gánh thóc dọc bờ sông trắng nắng chang chang. Chích chiều chiều trước bến vắng lâu, ai đời ai câu, ai sầu ai thảm, chứ ai thương ai cảm, ai nhớ ai mong, chứ thuyền ai thấp thoáng bên sông, chứ buồn câu mãi đầy, chứ buồn câu mãi đầy chặn lòng nước non.